Bố Ray sẵn sàng chưa? Bố Ray sẵn sàng chưa? Go, go. Ô, nghe mỏi giò đấy. Ở cái trèo này có hoa giấy đẹp quá anh chị. Quá trời luôn nè. Trời ơi đã. Yeah. Hôm nay là tụi em sẽ đạp xe ở Fullerton. Cái đường này là tổng chiều dài cả đi lẫn về là gần 7 mai. Và cái độ cao mình sẽ leo cái dốc khoảng 200 feet. À, tương đương cỡ khoảng hơn 60 mét của Việt Nam mình. Rất là cao các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Họ làm mấy cái đường này là để cho mình biết mình giảm tốc độ. Tại vì đây là đi ngang qua cái đường xe lớn chạy. Ở trên đường này rất là nhiều hoa luôn nha mọi người. Đi một đoạn là có cái vườn hoa. Yeah. Ray ơi, Ray ơi. Hello. Hey, ở đây là hoa tím, hồi nãy đằng kia hoa giấy, đây là hoa tím. Ok, bây giờ tụi em sẽ đi tiếp nữa, bây giờ lên cái dốc đây. Đây, cái dốc bên trước này. Mình chạy đường đất á, nên là cái bánh xe mình nó bị bám xuống đất nhiều hơn so với đường xi măng, đạp rất là tốn sức. Hey, mấy cái này là để dành cho những người mà chơi xe đạp họ bay lên mà chạy nó bay qua. Ôi. Lên cái dốc đuối luôn. Có đứa đâu chết rồi. Cô chú coi cái Ray nó ngồi không mà nó khát nước, nó còn ăn bánh. Bây giờ nó ăn gummy bear. Cô chú coi chịu nổi không? Ba nó leo dốc thở muốn chết luôn mà nó ngồi nó ăn gummy bear. Chạy xa xa cái bờ hồ ra nha. Yeah, ở đây cho câu cá mà ngày cho câu hai con. Anh nghĩ đây hồ nhân tạo đó. Chắc vậy. Thì có ông đóng câu cá kìa. Mà chắc em nghĩ chắc hồ này không có cá nên ngày mới hai con. Câu nguyên ngày chưa được hai con. Giật chỗ này cá gì chịu nổi. Good morning. Ô, có chân bơm ngựa nha, quá cho bơm ngựa. Trời 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 trời, nguyên bầy dịch kìa. Bầy dịch kìa. Vô cô này chạy vòng tới đất tôi cũng được rồi. Đâu cần gì. Bạn chạy là chạy lại lái thêm tới đây rồi. Yeah. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Kiếm. Mình kiếm chỗ ngồi mình nghỉ hả? Lấy cái ghế mới phát ngang luôn. Ở trên còn nhiều. Trên đông người. Qua phía kia cũng được kìa, bên kia sáng. Yeah, tụi em đã đạp xe được tới cái Laguna Lake rồi anh chị. Này ở Fullerton nha, Laguna này Fullerton chứ không phải Laguna Beach.
quá trời vịt luôn. Đây. Hồ cá này một ngày cho câu 2 con. Em nghi chắc hồ này không có cá nên ngày mới cho câu 2 con. Câu nguyên ngày chưa đủ 2 con. Anh Đinh anh có cái câu hỏi hay thiệt chứ, hỏi là con chim với con vịt rồi sao ngủ đứng con chân. Ồ, còn mà có khi nào nó mỏi chân, nó đổi chân không ta? Có chứ. Bạn ngồi bạn thử quan sát nữa đi. Được không? Ồ, đây có một người câu cá nữa. Né ra, né. Good morning. Wow, hồ đẹp quá. Dịch, dịch, dịch. Ăn, ăn thấy dịch, ăn thấy dịch. Ê, dịch, dịch đang tắm kìa. Dịch đang tắm kìa Vân. Ồ, phát hiện một cái nhà tắm công cộng ở đây nè. Wow, cái hồ màu xanh đẹp quá hả? Rồi, ở đây có một cái nhà tắm công cộng. Ủa ba sao cái chân trống này nó còn yếu vậy, ba đổi chân trống hả? Đổi rồi. Ủa sao đổi cái gì vậy? Tại cái của anh hóa ngắn không được. Yeah. Ở đây có một cái nhà tắm công cộng. Coi. Dịch, 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 dịch nè. Đó. Thì cho dịch chứ. Kìa đó, đang tắm công cộng kìa. Nó bỏ phẩm á. Nó bỏ cái chất clean á. Hồ này hồ nhân tạo. Ừ, cái này nhân tạo. Nó làm chứ không phải là hồ thiên nhiên đâu. Nhìn cái cách là biết rồi. Đẹp quá. Ăn nói không? Nói đi, nói đi. Ông nó đòi cho. mấy anh thấy dịch đang tắm, mấy anh phái chỉ hoài luôn. Dịch trắng là chắc người ta nuôi. Dịch đang tắm dưới quá trời luôn anh chị. Này cái phần nhỏ cái hồ thôi nha. Đây là cái thượng nguồn của cái hồ. Nó đổ từ trên đây nè, nó đổ xuống. Đây, nó đổ men theo này. Nó xuống dưới kia, cái hồ dưới kia bự lắm. Đó. Hồ dưới kia lớn hơn nhiều. Ủa lừa hay ngựa con ta? Ngựa con. Ngựa con. Ngựa. Con gà nữa kìa. Hồi nãy nhà kêu nguyên cái trang trại ngựa luôn mà. Nãy đứng anh thấy á. Trời cái gì? Khu này họ nuôi ngựa quá trời luôn anh chị. Ở trên kia có con ngựa kìa. Hello ngựa. Hello, hello ngựa, hello ngựa. Mày dịnh ăn nè. Ăn ngựa mấy giờ này luôn á. Ngựa mấy giờ. Nhà mình nuôi thầy ké vậy hả? Cái ăn nè. Hello. Anh ơi. Anh ơi. Ăn. Bạn thấy dịch. Bạn thấy dịch, bạn chỉ quá trời luôn. Bạn thấy dịch, bạn chỉ quá trời luôn. Dịch đâu? Dịch đâu? Dịch đâu ăn? Dịch đâu? Dịch đâu? Hết ngủ luôn, hết ngủ luôn. Yeah. Bên nhà nhà em đây nuôi con ngựa nè anh chị. Quay ngựa ơi. Có ngựa con màu trắng. Có ngựa con màu trắng. Đang ăn cỏ. Em vô gần cái trang trại ngựa quay cho mọi người coi. Đây có ba con ngựa. Yeah. Ba ngựa. Ở trên đó có hai con, một con màu hơi vàng vàng, một con màu trắng. Ngựa này chân nó thấp luôn anh chị. Ở đây con nữa. Con này nó màu nâu. Yeah. Màu nâu. Chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Chạy kìa, người chạy kìa. Thấy cưng quá. Yeah. Ở đây dịch con dịch này giống dịch sim Việt Nam quá. Cái đầu nó đỏ đỏ nè. Dịch sim nè. Trời ơi, dịch này. Dịch sim dịch này dữ lắm nha. Dịch này dữ hơn dịch nhà mình nhiều quá. Dịch này dịch sim dữ lắm. Trời trời trời. Trời ơi trời, tự nó bấm luôn. Mày chắc đậu đây được nè anh Đinh. Muốn đi ở đây đậu đây. Này là Laguna Trail Park. Còn cái bên đối diện kia là Laguna Lake. Đây.
Bây giờ đang chạy một vòng cái hồ Laguna Lake cho mọi người cùng xem. Có anh đang câu cá nè. Lên dốc nhìn nó mát mẻ, không khí trong lành nữa ha. Còn mấy cái nhà ở đây sướng luôn á ha, đứng sướng. Anh nghĩ chắc nó cũng có thu mấy cái tiền mấy cái dịch vụ này hết rồi. Dạ. Rồi thẳng vô. Ừ. Mẹ nó đã mua cái bạn đất Honda này được cho đất này. Đất mà cũng biết tay em. Lên. Ở đây có cái đường ray xe lửa nè mọi người. Bây giờ em sẽ đạp cặp theo cái đường ray xe lửa này để trở về. À, quay cho mọi người coi. Yeah. Phải đứng gần hơn tí xíu nữa. Đây, cái đường ray xe lửa đây. Bây giờ em sẽ đạp xe đạp cặp theo cái đường ray xe lửa này để đi về lại cái chỗ xuất phát. Đó. Nhìn đã ha. Này cái hẻm giống như cái hẻm núi vậy đó. Có đường ray xe lửa bắc ngang qua nè. Này có cây cầu. Đó. Ok, giờ đi thôi. Đây, cái này tụi em đang chạy men theo cái đường ray xe lửa bỏ. Đường ray xe lửa này không còn chạy nữa, không còn hoạt động nữa. Wow. Quá mệt anh chị ơi. Cái đường này đi mệt quá. Nó là đục đất rồi lên dốc xuống dốc nữa. Với đường hơi khó chạy. Hôm nay tuy là thời tiết rất là mát nhưng mà cái đường này lên dốc xuống dốc tê hai cái bắp đùi luôn. Nhưng mà đạp rất là đã, sướng. Dạ, yeah, em còn trở lại đây lần nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.